Ngày 12 tháng 1, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Đại Từ tổ chức thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho người mua chung đấu giá đối với người phải thi hành án là ông Ngô Văn Tân và bà Lưu Thị Phương ở xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Theo bản án số 01-2018 ngày 5 tháng 1 năm 2018 của Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ và bản án số 45-2018 ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Ngô Văn Tân và bà Lưu Thị Phương phải thanh toán cho ông Lê Văn Sơn, trú tại huyện Phú Lương, số tiền trên 1,69 tỷ đồng do vay nợ. Theo đơn yêu cầu thi hành án của ông Sơn, cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành các quyết định thi hành án. Tuy nhiên, đến thời gian tự nguyện thi hành án, ông Tân và bà Phương vẫn không trả tiền cho ông Sơn. Do đó, chấp hành viên ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên, tổ chức đấu giá theo quy định về quyền sử dụng 255m2 đất thổ cư và căn nhà 2 tầng xây dựng tại xóm Cạn, xã Ký Phú. Sau khi đấu giá thành công, ông Tân chống đối, gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đến nhiều cơ quan, nên cơ quan thi hành án dân sự vẫn chưa giao được tài sản cho người chung đấu giá. Vụ việc kéo dài phức tạp và được Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng phương án và tổ chức cưỡng chế thi hành án. Cấp ủy chính quyền huyện Đại Từ cũng nhất trí với việc tổ chức cưỡng chế và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi hành án để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trước khi tiến hành cưỡng chế, chấp hành viên thi hành án dân sự và đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức họp bàn, đánh giá tính chất và phương án xử lý những tình huống, vấn đề có thể phát sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm cưỡng chế, gia đình ông Tân không tự giác bàn giao tài sản, nên lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ buộc phải thực hiện cưỡng chế, thi hành án theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế được triển khai theo trình tự các bước, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, an toàn.